Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất những vấn đề nóng về xung đột Nga-Ukraine trong suốt 24 giờ qua trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 23 tháng 6, hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn lời cảnh báo của Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện, ông Andrei Katapolov, cho biết thời điểm sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế và sự an toàn của nước Nga. Nói cách khác, Moscow có thể thay đổi thời điểm sử dụng vũ khí hạt nhân nếu các mối đe dọa chống lại Nga tiếp tục gia tăng. Ông nhấn mạnh, nếu chúng tôi thấy rằng thách thức và mối đe dọa gia tăng, chúng tôi có thể thay đổi một số điều trong học thuyết hạt nhân về thời điểm và điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, nghị sĩ Nga cho biết, thời điểm này còn quá sớm để thảo luận về những thay đổi cụ thể. Điều 19 trong học thuyết hạt nhân năm 2020 nêu rõ, Tổng thống Nga có thể cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc vũ khí thông thường khi sự tồn vong của nhà nước Nga bị đe dọa. Bình luận mới của người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga nối tiếp loạt cảnh báo gần đây của giới lãnh đạo Nga về vũ khí hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng tăng nhiệt giữa Moscow và phương Tây. Cách đây ít hôm, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga đang cân nhắc khả năng thay đổi học thuyết của nước này về việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo hãng tin Reuters, tổng thống Putin cho hay Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết, nhưng ông cảm thấy không cần phải sử dụng loại vũ khí có tính hủy diệt cao như vậy vào thời điểm hiện tại. Ông Putin từng cảnh báo phương Tây đã sai lầm khi cho rằng Nga sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông nói rằng không nên xem nhẹ học thuyết hạt nhân của điện Kremlin. Ông chỉ ra điều kiện để sử dụng vũ khí hạt nhân đã được nêu rõ trong học thuyết an ninh của Moscow. Nga đã nhiều lần phát thông điệp hạt nhân để gian đe phương Tây kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát hồi tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng sức nặng từ những thông điệp này đang suy giảm khi chúng đã không thể ngăn cản một số quốc gia NATO, trong đó có Mỹ tăng cường hỗ trợ Ukraine. Nga sở hữu khoảng 1.558 đầu đạn hạt nhân chiến thuật, có thể gắn trên tên lửa hành trình tên lửa chống hạm, ngư lôi, phóng từ máy bay hoặc bắn từ pháo, theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ cho biết như vậy. Chiến dịch tranh cử trước Tổng thư ký NATO của ông Mark Rutte đã chính thức khép lại sau khi Rumani, quốc gia cuối cùng trong tổng số 32 thành viên của Liên minh quân sự xác nhận sự ủng hộ đối với Thủ tướng sắp mã nhiệm của Hà Lan. Ông sẽ trở thành lãnh đạo mới của NATO, thay thế Tổng thư ký đương nhiệm Jens Stoltenberg vào tháng 10 tới. Ông Mark Rutte, lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ năm của Liên minh Châu Âu (EU) trong 14 năm, được ca ngợi là người giỏi tìm kiếm sự đồng thuận và là người ủng hộ vững chắc đối với Ukraine. Nhưng ngay cả khi là một chính trị gia dày dặn kinh nghiệm, nhiệm vụ sắp tới của ông Rutte cũng được cho là không hề dễ dàng. Cựu Đại sứ Mỹ tại NATO Kurt Volker đánh giá, một trong những trọng trách của ông Rutte trên cương vị mới sẽ là làm thế nào để thống nhất được lập trường liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine đặc biệt là các quốc gia Trung và Đông Âu, cũng như làm thế nào để các quốc gia đồng minh chi tiêu đủ cho quốc phòng, bao gồm cả Hà Lan. Ông đã lãnh đạo Hà Lan trong hơn một thập kỷ và Hà Lan chưa bao giờ chi đủ cho quốc phòng. Điều này đồng nghĩa với việc ông ấy tiếp quản vị trí Tổng thư ký NATO vào một thời điểm rất khó khăn và hoài nghi. Bốn tuần sau khi ông Rutter bắt đầu công việc mới ở NATO, cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu bầu Tổng thống và cựu Tổng thống Donald Trump, một người hoài nghi NATO, đang tìm cách tái đắc cử trong chiến dịch tranh cử, ông đã đe dọa cắt viện trợ cho Ukraine nếu trở lại Nhà Trắng. Kịch bản ông Trump tái đắc cử cũng nhiều khả năng làm chạch hướng kế hoạch của NATO trong việc kết nạp Ukraine trong tương lai. Ngay sau khi ông Rutter nhậm chức, lãnh đạo NATO cũng sẽ phải tiếp tục giải quyết bài toán hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và cam kết của các quốc gia đồng minh về chi tiêu quốc phòng. NATO hồi đầu tuần này cho biết 23 trong số 32 thành viên đạt mức chi tiêu ngân sách quốc phòng 2% GDP Hà Lan cũng đã vượt qua ngưỡng này sau nhiều năm không hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa một phần ba liên minh chưa đạt mục tiêu, dù cam kết đã được đưa ra từ 10 năm trước. Ngoài ra, ông Rutte cũng có thể phải đối mặt vấn đề đau đầu khi các nước gần biên giới Nga không thực sự ủng hộ ông. Họ bất bình về mức chi tiêu quốc phòng thấp của Hà Lan và đặc biệt khó chịu khi vai trò lãnh đạo NATO luôn thuộc về các nước Tây hoặc Bắc Âu, dù các thành viên Sườn Đông đã gia nhập liên minh hơn một phần tư thế kỷ. Ông cũng phải thuyết phục nhiều thành viên khác duy trì liên minh NATO. Trong bối cảnh trên khắp châu Âu, các đảng cực hữu hoài nghi vai trò của NATO đang gia tăng mạnh mẽ, trong đó có Pháp. NATO dự kiến công bố quyết định bổ nhiệm ông Mark Rutte làm tổng thư ký mới trước tháng 7 tới, khi các nhà lãnh đạo NATO tới Washington để kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh quân sự. Ngày 23 tháng 6, ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorsky cảnh báo nước này đang cân nhắc đóng cửa hoàn toàn biên giới với Belarus do dòng người di cư ồ ạt à từ Trung Đông. Hiện nay, hai trong số sáu cửa khẩu ở khu vực biên giới giữa Ba Lan và Belarus vẫn đang mở cửa với một cửa khẩu cho phép xe tải và các phương tiện chở khách đi qua. Trả lời phỏng vấn báo chí về khả năng đóng cửa cả hai cửa khẩu nói trên, Ngoại trưởng Ba Lan cho biết nước này đang xem xét các tác động đối với nền kinh tế và các cộng đồng địa phương trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Trước đó, Phần Lan đã đóng cửa biên giới với Nga từ tháng 11 năm ngoái, sau khi hơn 1.300 người di cư, chủ yếu từ Trung Đông và Châu Phi, tràn vào nước này từ Nga trong thời gian 4 tháng. Ngoại trưởng Ba Lan cũng cáo buộc các đặc vụ Belarus đã hướng dẫn những người di cư cách tấn công lính biên phòng Ba Lan. Tuy nhiên, các quan chức Belarus đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc này. Nghị sĩ Oleg Gaidukevich, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do của Belarus, cảnh báo việc đóng cửa biên giới sẽ không giải quyết được vấn đề, mà chỉ làm trầm trọng thêm mối quan hệ giữa hai nước láng giềng. Trước đó, theo hãng tin RT, Thủ tướng Tusk cho biết công việc xây dựng tuyến phòng thủ mới thuộc dự án mang tên ISIL, lá chắn phía đông đã bắt đầu được triển khai. Vaksava quyết định đầu tư 10 tỷ zloty, khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ vào an ninh biên giới quốc gia giáp với Belarus và Nga. Chúng tôi đã bắt đầu những công việc này nhằm biến biên giới Ba Lan trở thành nơi an toàn trong thời bình và nơi đối phương không thể xuyên thủng trong thời chiến. Ông Tusk còn nhấn mạnh Vị trí chiến lược của Ba Lan nằm ở sơn phía đông của NATO và Đông Âu. Dự án Ixill sẽ tạo ra các công sự và hàng rào mới, cũng như thay đổi địa hình và trồng rừng đặc biệt nằm dọc biên giới dài 400 km. Ông Tusk cho biết thêm, ông hy vọng ngân hàng đầu tư châu Âu sẽ tài trợ cho các công cụ giám sát vệ tinh của Ba Lan với số tiền 500 triệu zloty. Hệ thống này dự kiến sẽ là một phần trong cơ sở hạ tầng phòng không chung của châu Âu. Thủ tướng Tusk cũng cảnh báo, Ba Lan sẽ trừng phạt với những kẻ tìm cách gây bất ổn cho đất nước. Giữa lúc xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn, giới lãnh đạo Ba Lan đã nhiều lần lên tiếng về việc tăng cường bảo vệ đất nước trước mối đe dọa từ Moscow. Hồi tháng 4, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho rằng Warsaw sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Mỹ nếu nước này được đề nghị tham gia kế hoạch chia sẻ hạt nhân của NATO. Nhưng sau đó, Thủ tướng Tux đã nhanh chóng phủ nhận khi Moscow cảnh báo sẽ có các biện pháp đối phó nếu vũ khí hủy diệt hàng loạt của Mỹ xuất hiện ở gần biên giới Nga hoặc biên giới Belarus. Trong khi đó, hồi tháng 1, Estonia tuyên bố có kế hoạch xây dựng 600 bong kè với chi phí 65 triệu đô la Mỹ nằm dọc biên giới dài 455 km chung với Nga theo dự án mang tên Tuyến phòng thủ Baltic nhằm ngăn chặn nguy cơ bị Nga tấn công. Hồi tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh những tuyên bố cho rằng Nga sẽ tấn công châu Âu sau khi giành chiến thắng ở Ukraine là hoàn toàn vô nghĩa. Ông cũng khẳng định chính NATO đang tiến gần hơn bao giờ hết tới biên giới Nga. Ông Nigel Farage, nhân vật đứng đầu phe cánh hữu dân túy ở Anh, khiến các đối thủ chính trị phẫn nộ với phát biểu rằng chính phương Tây kích động khiến Nga mở kế hoạch quân sự ở Ukraine. Ông Farage là người đứng đầu đảng cải cách Vương quốc Anh và đóng vai trò trung tâm trong phong trào Brexit. Chính trị gia này đang nỗ lực giành được một ghế trong quốc hội lần đầu tiên khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng tới. Trong cuộc trả lời phỏng vấn BBC mới đây, ông Farage được hỏi liệu ông có còn giữ quan điểm như đã thể hiện trong dòng tweet đăng vào tháng 2 năm 2022, cho rằng việc Nga mở kế hoạch quân sự ở Ukraine là hậu quả của việc mở rộng Liên minh châu Âu, EU và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO hay không. Ông nói với người dẫn chương trình Nick Robinson của BBC, Tại sao tôi lại nói thế? Đối với tôi, rõ ràng là sự mở rộng về phía đông của NATO và Liên minh châu Âu đã tạo ra lý do để Nga tin rằng NATO sẽ quay lại tấn công họ. Ông Farage nói, chúng ta đã kích động cuộc xung đột này và họ sử dụng những gì chúng ta đã làm như một lý do. Cựu nghị sĩ EU này tự nhận mình là người duy nhất trong chính trường Anh dự đoán việc Ukraine sẽ bị tấn công. Ngay sau đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak phản ứng gay gắt về nội dung trên. Ông nói với báo chí rằng phát biểu của ông Farage hoàn toàn sai, gây nguy hiểm cho an ninh của nước Anh và có lợi cho Nga. Trong khi đó, theo RT, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích chính sách NATO của ông Biden, cho rằng đây là nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột Ukraine. Ông Trump cho biết, trong vòng 20 năm qua, tôi đã nghe quá nhiều lời đồn đoán về việc Ukraine gia nhập NATO. Tất nhiên là Nga nhận thấy những điều này, và tôi nghĩ đây là nguyên nhân thực sự dẫn tới cuộc xung đột. Ông Trump nhấn mạnh, không có bất kỳ dấu hiệu xung đột nào từ Nga và Ukraine trong thời gian ông ở Nhà Trắng, nhưng mọi chuyện bắt đầu diễn biến xấu đi kể từ khi ông Biden trở thành Tổng thống. Ông Trump nói thêm, Tổng thống Putin là một nhà đàm phán giỏi, nhưng rồi cuộc xung đột lại bất ngờ nổ ra. Chính quyền của ông Biden đã có nhiều động thái sai lầm đặc biệt là những bình luận ám chỉ ukraina sẽ vào nato nếu bạn là người đứng đầu nước nga bạn sẽ không vui với điều này đây là những dấu hiệu khiêu khích và giờ tôi còn nghe được rằng pháp muốn đem quân tới ukraina